Quý cô bác và anh chị kính mến, Minh Đường Tử Vi thật là vui mừng khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp. Lời đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị sức khỏe, hạnh phúc, bình an, lộ trình may mắn, công việc thông thuận, tài lộc như ý, vạn sự đều may, đại cát đại lợi. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, tiên tri báo trước cực chính xác, đúng 7 ngày tới tháng 10 âm lịch năm Giáp Thìn 2024, tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972, gặp thời phất mạnh, khổ mấy cũng đổi đời đại gia, tiền vàng cứ thế ào ào kéo về nhét chật két, trả sạch nợ nần, giàu sang phú quý bám thân, an nhàn hưởng phúc lớn. Kênh Minh Đường Tử Vi xin kính chào quý khán giả đã đến và quay trở lại trong chương trình ngày hôm nay. Thay mặt cho ban biên tập chương trình, kính chúc quý khán giả luôn khỏe mạnh, hạnh phúc và trải nghiệm được nhiều điều bổ ích để cuộc sống gia đình luôn an lành và thịnh vượng. Kính thưa quý khán giả, và đặc biệt là quý bản mệnh tuổi Nhâm Tý sinh 1972 thân mến, trong cuộc sống nếu cô bác đang có điều muốn thực hiện, vậy đừng bỏ cuộc khi chưa đạt được nó. Có bao nhiêu tiêu cực, bao hơi thở của sự u sầu cứ hít vào rồi thở ra trả lại cho vũ trụ bao la. Điều mà cô bác cần làm, nên làm là chữa lành cho những mảnh tinh thần đã và đang dở dụng ra của chính cô bác, chứ không phải quan tâm thêm về thế giới phía bên ngoài. Không nhiều người sẽ hiểu cuộc hành trình nhân sinh của Nhâm Tý, nhưng Nhâm Tý sinh ra là để sống cuộc đời của mình, trải nghiệm mọi khía cạnh buồn vui, chứ Nhâm Tý không sinh ra để cần người khác hiểu. Thế nhân không quan tâm đến Nhâm Tý, nhưng kênh Minh Đường Tử Vi thì có. Nên kênh Minh Đường Tử Vi mong Nhâm Tý một người xa lạ đang vất vả ngược xuôi sẽ sớm được yên bình. Cố lên nhé cô bác tuổi Nhâm Tý, cho đáng những tháng ngày Nhâm Tý đã bền lòng, bền chí, vững dạ yên tâm rồi mọi chuyện sẽ qua thôi. Theo tử vi cuối năm 2024, đối với cô bác tuổi Nhâm Tý sinh 1972, đúng 7 ngày tới, bản mệnh Nhâm Tý sẽ nhận lại tất cả những gì mà họ đáng được nhận. Những vinh hoa phú quý giàu sang, bị tiểu nhân thì phi cản đường, bấy lâu nay thì cũng đến lúc tự thành về thân. Đây là cơ hội họ nên nắm lấy, cũng nên tận dụng dẫn thế đủ tốt này để cuộc đời sang trang, có được thành tựu về mình. Tuy đã nhiều tuổi rồi, nhưng có lẽ cũng sẽ không quá muộn đâu. Công danh, sự nghiệp, tiền bạc, sức khỏe cứ lên như diều gặp gió. Tuy nhiên, có một điều cần tránh. Nếu như Nhâm Tý không muốn tan cửa nát nhà, tán gia bại sản, tận mạng tận phúc, cô bác Nhâm Tý muốn biết cụ thể thế nào, hãy cùng kênh Minh Đường Tử Vi tìm hiểu ngay dưới video sau đây. Theo tử vi chiêm tinh học phương Đông thì tuổi Nhâm Tý sinh 1972 là những người thuộc vị trí đầu tiên trong biểu đồ chiêm tinh học. Người tuổi Nhâm Tý sinh 1972 thuộc mệnh mộc, tam đố mộc, cây dâu tầm. Tuổi Nhâm Tý là người thông minh, năng động và tốt bụng, duyên dáng, giỏi ngoại giao, chăm chỉ và tiết kiệm. Đa số Nhâm Tý thường là người tốt và rất thành công. Tuổi Nhâm Tý sinh 1972 là người thông minh, năng động, lại vui tính, tốt bụng, có tấm lòng bao la, rộng lớn, luôn yêu thương, che chở cho những người xung quanh. Họ cũng hết lòng giúp đỡ mọi người trong khả năng của mình. Họ thường cho đi mà không cầu nhận được báo đáp. So với những mệnh mộc khác thì Nhâm Tý tam đố mộc có phẩm chất tốt nổi bật là sự quyết đoán sáng tạo, có óc tưởng tượng tốt, chủ động và có nhiều tham vọng. Họ thích giao tiếp, đối xử với mọi người rất nhẹ nhàng và cẩn thận, vì vậy họ dễ dàng hòa hợp với người khác. Họ có khả năng thích ứng mạnh mẽ về mọi mặt. Tuy nhiên, những người tuổi Nhâm Tý thường không có mục tiêu sống tốt và có thể không lên kế hoạch tốt cho cuộc sống của mình. Họ không đủ thẳng thắn và không đủ can đảm. Họ sống tình cảm và đôi khi quá tự tin, điều đó khiến người khác không thể hiểu họ. Họ nóng nảy và có khả năng làm tổn thương người khác một cách vô thức. Thời thơ ấu, người tuổi Nhâm Tý có thể sẽ phải trải qua nhiều gian nan, vất vả,
Hoàn cảnh khó khăn ấy đã hun đúc tinh thần của họ trở nên mạnh mẽ để đối chọi với nghịch cảnh. Nhiều người tuổi này đã xây dựng sự nghiệp thành công từ hai bàn tay trắng. Những người tuổi Nhâm Tý luôn cần cù và chịu thương, chịu khó. Trong cuộc sống hàng ngày, với lý tưởng hướng đến tương lai tươi sáng phía trước, họ không bao giờ hưởng thụ, ăn chơi quá đà. Bằng sự chăm chỉ và cần cù, họ sẽ dần dần có được cuộc sống ổn định, sung túc. Bản tính của người tuổi Nhâm Tý là thật thà, chất phác, ghét sự giả dối, nịnh nọt. Họ sẵn sàng sống trong cảnh khốn khó và hy sinh bản thân để lo cho con cái có cuộc sống đầy đủ. Người tuổi này dễ dàng trao lòng tin cho người khác, nên dễ bị kẻ xấu lừa dối, phản bội. Những người tuổi Nhâm Tý có tài làm kinh doanh và họ dễ dàng đạt được thành công, nhưng họ thiếu kiên nhẫn và hay thay đổi. Điều này có thể khiến họ đưa ra một số lựa chọn sai lầm. Ai đó có thể giúp đỡ họ khi họ gặp khó khăn, vì vậy họ có thể đạt được một số thành tựu trong sự nghiệp. Người tuổi này có may mắn tương đối tốt. Trong cuộc sống của mình, họ có thể kiếm được rất nhiều tiền vì sự may mắn trong sự nghiệp. Người thân của họ cũng có thể giúp họ kiếm tiền. Tuổi này không chỉ có khả năng kiếm tiền mà còn có khả năng tiết kiệm tiền. Ngay cả khi họ gặp rắc rối, bạn bè của họ có thể giúp đỡ họ một cách hào phóng. Do đó, họ có thể tích lũy rất nhiều của cải trong cuộc sống của mình. Nhìn chung, dân số tuổi Nhâm Tý sinh 1972, cuộc đời nhiều vất vả, hay phải lo nghĩ, số không gặp được nhiều may mắn ở tiền vận. Tuy nhiên từ trung vận trở đi, được ưu ái, sẽ có cơ hội tạo lấy danh vọng, tiền tài, vật chất đầy đủ. Vào hậu vận thì sung sướng, trước có thần tài đem phú quý, sau có quý nhân dẫn đường chỉ lối, giúp cho sự nghiệp ổn định, tài lộc đủ đầy. Con giáp này càng lớn tuổi sẽ càng giàu có. Những năm tháng hậu vận được tận hưởng vinh hoa, phú quý, an nhàn, sống hạnh phúc bên gia đình, con cái cũng thành đạt. Nam mệnh tuổi Nhâm Tý là thiên quý tinh, vốn tính thông minh, lanh lợi, suy nghĩ lạc quan, giao tiếp rộng, được nhiều người yêu mến. Con giáp này hành xử có tâm đức, ý chí kiên cường, có tham vọng về tài chính, gặt hái thành tựu nhất định trong cuộc đời. Hơn thế, nam mệnh tuổi Nhâm Tý giỏi toan tính, phản ứng nhanh nhạy, biến hóa đa tài, đa nghệ, biết tích lũy tiền bạc, suốt đời không lo thiếu thốn. Trong công việc, Nhâm Tý nam mệnh khá cẩn thận và nghiêm khắc trong công việc. Nếu trở thành người lãnh đạo, họ sẽ giám sát nhân viên của mình rất kỹ càng, không một hành động sai trái nào có thể lọt được qua tầm mắt của người này. Họ tuyệt đối không thích ưa nịnh và không bao giờ hợp tác với những người lười biếng, há miệng chờ sung. Họ không bao giờ chi tiêu một cách hoang phí trong mắt mọi người. Nam Nhâm Tý rất cẩn thận và chặt chẽ, chẳng ai có thể lấy đi bất kỳ thứ gì của họ. Tuổi Nhâm Tý rất kín đáo, nếu là những chuyện bí mật, họ sẽ không chia sẻ ra bên ngoài. Họ sống vào tình cảm, yêu thương, quan tâm chăm lo hết mực cho gia đình của mình. Dù rất bận với công việc, nhưng họ luôn biết cách sắp xếp thời gian để bên cạnh gia đình, tận hưởng không khí ấm áp, hạnh phúc. Nữ mệnh tuổi Nhâm Tý giàu cảm xúc, có sự linh hoạt, mềm dẻo trong đối nhân xử thế, giỏi lấy lòng người cùng sự hài hòa của mình, để khiến cho đối phương làm theo điều mình muốn, chứ không cần phải cố gắng cưỡng ép, dễ được mọi người ủng hộ và đặt lòng tin. Tuy vậy, đôi khi nữ Nhâm Tý cũng gặp phải những chuyện trái ngang, do sự mềm dẻo trong tính cách của mình, có thể bị người khác lợi dụng hoặc làm ơn mắc oán. Trong cuộc sống, nữ mệnh tuổi Nhâm Tý thường giỏi giang, thích thời trang và rất dễ gần. Đây là dạng chuột luôn tiến bộ, hướng tới thành công và rất thân tình. Họ sẽ cố gắng khám phá mọi thứ và tìm ra giá trị sử dụng của hầu hết những thứ mà họ gặp được. Hơn nữa, nữ Nhâm Tý sống rất thân thiện và chan hòa, lại hiểu biết, nên được rất nhiều người kính trọng. Nhờ sự thân thiện và cởi mở của mình, nữ Nhâm Tý có rất nhiều bạn bè tốt, gắn bó suốt cuộc đời. Họ tôn trọng những người bạn của mình và sẵn sàng giúp đỡ khi những người đó gặp khó khăn. Tuy cuộc đời phải trải qua nhiều thăng trầm, lúc lên, lúc xuống, hay phải lo lắng suy nghĩ về vấn đề tiền bạc, tuy nhiên, khi về già họ lại rất có vận may về con cái. Sau hôn nhân, cuộc sống vật chất và tinh thần được cải thiện lên rất nhiều. Quý khán giả thân mến, sau đây sẽ là tổng quan vận trình đúng 7 ngày tới cho tuổi Nhâm Tý sinh 1972. Khi bước vào đúng 7 ngày tới, người tuổi Nhâm Tý sẽ đối diện với những thách thức trong sức khỏe mà Nguyệt Lệnh Lâm Bệnh đã báo trước. Trước những dấu hiệu không mấy khả quan như sắc mặt u ám, không còn vẻ rạng rỡ sẽ khiến bạn cảm thấy nặng nề, giống như một tấm mền nặng trĩu đang đè lên vai. Đây chính là lúc để bạn nhận ra rằng
Sức khỏe là tài sản quý giá nhất mà bạn cần gìn giữ. Trong bối cảnh hiện tại, tinh thần bạn có phần uể oải, khiến cho bạn không còn hứng thú với những hoạt động thường nhật mà thường có xu hướng rút lui vào những vòng tay an toàn của riêng mình. Bạn có thể cảm thấy kiệt sức sau một ngày dài làm việc, chỉ muốn tìm đến giấc ngủ để quên đi mọi muộn phiền. Hãy lắng nghe cơ thể mình, dành thời gian nghỉ ngơi và bổ sung dinh dưỡng để hồi phục sức lực. Đây là lúc bạn cần phải nạp lại năng lượng trước khi theo đuổi những ước mơ lớn lao. Về phương diện sự nghiệp, bạn sẽ cảm thấy nhẹ lòng hơn khi thiên ấn đang chiếu sáng con đường của mình. Những kế hoạch đã được bạn vạch ra một cách chỉnh chu, giờ đây chỉ cần bạn thực hiện theo từng bước một cách kiên định. Hãy tập trung vào những việc đơn giản, bạn sẽ thấy mọi thứ diễn ra suôn sẻ như ý muốn. Đồng thời, tam hội khuyến khích bạn xây dựng và duy trì các mối quan hệ hài hòa, hợp tác có lợi. Hãy nhớ rằng sự hỗ trợ từ đối tác và bạn bè sẽ là nguồn động lực mạnh mẽ giúp bạn vượt qua khó khăn. Mối quan hệ của bạn sẽ trở nên gắn bó hơn khi mọi người cùng chung tay tạo nên những giá trị tốt đẹp. Ngoài ra, thời điểm này Bách Diệt mang đến nhiều cơ hội trong tình duyên, với những mối nhân duyên bất ngờ đang chờ đón bạn. Nhưng đối với những ai đã có đôi, hãy cẩn thận với những cám dỗ xung quanh. Đôi khi từ chối một cơ hội có thể giúp bạn giữ vững hạnh phúc hiện tại và tránh khỏi những rắc rối không đáng có. Đúng 7 ngày tới sẽ là một hành trình thú vị cho tuổi Nhâm Tý nếu bạn biết cách chăm sóc sức khỏe và xây dựng các mối quan hệ một cách khôn ngoan. Hãy dũng cảm đối diện với thử thách và tìm ra hướng đi cho riêng mình. Quý khán giả thân mến, và tiếp theo sau đây sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết trên từng phương diện của tuổi Nhâm Tý sinh 1972, đúng 7 ngày tới 2024. Xét về phương diện công danh sự nghiệp của tuổi Nhâm Tý sinh 1972, đúng 7 ngày tới. Bước vào đúng 7 ngày tới, con giáp tuổi Nhâm Tý sẽ cảm nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ từ thiên ấn, mang đến những cơ hội đầy hứa hẹn trên con đường sự nghiệp. Đây là thời điểm để bạn phát huy những tiềm năng vốn có và tiến bước vững chắc về phía trước. Nhưng hãy nhớ trong hành trình chinh phục những đỉnh cao mới, bạn cũng cần biết cách lắng nghe cơ thể và tâm trí của mình một chút. Thời gian nghỉ ngơi và hồi phục sẽ là nguồn năng lượng thiết yếu giúp bạn duy trì phong độ cao nhất. Trong không khí làm việc của thời điểm này, các mối quan hệ tại nơi công sở cũng sẽ trở nên hài hòa hơn bao giờ hết. Cấp trên sẽ tỏ ra hài lòng trước những nỗ lực mà bạn đã bỏ ra, nhìn thấy sự tập trung vào trách nhiệm của bạn trong từng nhiệm vụ. Điều này không chỉ giúp bạn xây dựng được hình ảnh tốt đẹp trong mắt đồng nghiệp, mà còn tạo nên nền tảng vững chắc cho sự phát triển trong tương lai. Tại thời điểm này, các điều kiện thuận lợi sẽ liên tục xuất hiện, mang lại những tiến triển tích cực trong cuộc sống của bạn. Nếu bạn ấp ủ những ước mơ, những mục tiêu lớn lao, hãy không ngừng nghĩ về chúng. Sự thành công sẽ đến gần hơn khi bạn đặt ra những mục tiêu rõ ràng và kiên trì theo đuổi chúng với tất cả nhiệt huyết. Hãy biến những ý tưởng và kế hoạch của bạn thành hiện thực bằng cách tập trung vào từng bước nhỏ. Đúng 7 ngày tới cũng là thời điểm lý tưởng để bạn mở rộng các mối quan hệ hợp tác làm ăn. Bạn hãy tận dụng sự hỗ trợ nhiệt tình từ những người xung quanh. Điều này sẽ giúp bạn gặt hái nhiều thành công mới mẻ trong sự nghiệp. Những cơ hội làm việc cùng nhau không chỉ mang lại lợi ích tài chính, mà còn mở ra cánh cửa cho những ý tưởng sáng tạo và hợp tác bền vững trong tương lai. Hãy tự tin và mạnh dạn bước đi trên con đường mà bạn đã chọn. Sự kết hợp giữa nỗ lực cá nhân và sự hỗ trợ từ cộng đồng sẽ là chìa khóa mở ra cánh cửa thành công cho tuổi Nhâm Tý trong thời điểm này. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Nhâm Tý sinh 1972, đúng 7 ngày tới. Bước vào đúng 7 ngày tới, tuổi Nhâm Tý như một chiến binh dũng mãnh, luôn mang trong mình sự ổn định thực tế bản mệnh, không chỉ đơn thuần tìm kiếm mục tiêu mà còn quyết tâm chinh phục những đỉnh cao mới. Với tinh thần kiên định và sự nhạy bén trong công việc, bạn sẽ thấy rằng cuộc sống ít khi thiếu thốn. Thậm chí nếu bạn khéo léo hơn trong việc quản lý tài chính, sự giàu có sẽ không còn là điều xa vời. Thời điểm này đánh dấu một bước chuyển mình quan trọng trong hành trình tài lộc của bạn. Dường như sức mạnh nội tâm của tuổi Nhâm Tý đang bùng cháy, giúp bạn không chỉ mạnh mẽ tiến bước, mà còn dám vượt qua mọi giới hạn mà trước đây bạn đừng nghĩ là không thể. Điều này sẽ tạo cơ hội để bạn gặt hái những thành công nổi bật và mới mẻ trong cuộc sống. Tài lộc sẽ đến như một phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ mà bạn đã dành cho công việc và cuộc sống của mình trong suốt thời gian qua. Những nỗ lực đó không chỉ đơn giản là làm việc chăm chỉ, mà còn là khả năng nhận diện và tận dụng những cơ hội xung quanh. Việc làm ăn của bạn sẽ khởi sắc,
buôn bán thuận buồm xuôi gió, với dòng tiền ra vào đều đặn như nhịp đập của một trái tim khỏe mạnh. Hãy chú ý đến từng chi tiết nhỏ trong công việc, vì đôi khi chính những cơ hội tưởng chừng như không đáng kể lại mang đến cho bạn những bước tiến lớn bằng cách hoàn thiện bản thân và không ngừng nâng cao kỹ năng. Tuổi Nhâm Tý sẽ mở ra nhiều cánh cửa mới, tạo điều kiện cho sự phát triển bền vững và lâu dài. Hãy mạnh dạn, tự tin và không ngần ngại đón nhận những thử thách mới. Đúng 7 ngày tới này, hứa hẹn sẽ mang đến cho bạn những điều bất ngờ và thành công rực rỡ. Chỉ cần bạn biết nắm bắt và biến chúng thành hiện thực. Xét về phương diện tình duyên gia đạo của tuổi Nhâm Tý sinh 1972, đúng 7 ngày tới. Đúng 7 ngày tới đến mang theo những gợn sóng tình cảm rộn ràng cho tuổi Nhâm Tý. Tử vi cho thấy bách diệt chủ đào hoa xuất hiện trong thời gian này, mang đến cho bạn một nguồn năng lượng tươi mới về tình yêu và cảm xúc. Những rung động lãng mạn sẽ thổi bùng ngọn lửa đam mê trong trái tim bạn, khiến nó trở nên sáng lấp lánh như những vì sao giữa bầu trời đêm, để tình cảm giữa bạn và nửa kia thêm gắn bó. Thời điểm này thật lý tưởng cho những chuyến đi chơi hay kỳ nghỉ ngọt ngào bên nhau. Hãy lên kế hoạch cho những hoạt động thú vị, nơi cả hai có thể thỏa sức sáng tạo và khám phá những điều mới mẻ. Đôi khi chỉ cần một buổi chiều dạo chơi, ngắm hoàng hôn hay một bữa tối lãng mạn bên ánh nến cũng đủ để thổi bùng lại những cảm xúc yêu thương. Nếu bạn đang trong tình trạng độc thân, đừng ngần ngại mở lòng và bước ra khỏi vùng an toàn của mình. Hãy gia tăng cơ hội gặp gỡ bằng cách tham gia các sự kiện xã hội, hoặc thậm chí là những chuyến du lịch khám phá. Biết đâu tình yêu đang chờ đợi bạn ở nơi nào đó xa xôi, chỉ cần bạn dám bước đi và đón nhận. Cuộc sống xã hội của bạn trong thời điểm này cũng sẽ vô cùng rực rỡ. Hãy chuẩn bị cho những buổi tiệc tùng sôi động vào cuối tuần, nơi bạn sẽ gặp gỡ bạn bè và những người thân yêu. Những khoảnh khắc vui vẻ, những nụ cười và tiếng cười sẽ tạo ra những kỷ niệm đẹp, góp phần làm phong phú thêm hành trình tình cảm của bạn. Hãy để trái tim bạn thổn thức và hòa mình vào dòng chảy của cảm xúc, để đúng 7 ngày tới này trở thành một hành trình khám phá tình yêu đầy màu sắc. Bạn xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp nhất, và tình yêu sẽ là phần thưởng ngọt ngào dành cho bạn trong cuộc sống này. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Nhâm Tý sinh 1972, đúng 7 ngày tới. Đúng 7 ngày tới sẽ mở ra một chương mới đầy thử thách cho tuổi Nhâm Tý. Tử vi thời điểm này không thể không đề cập đến sức khỏe của bạn. Dấu hiệu từ mệnh có bệnh cho thấy rằng thời gian này sức khỏe của bạn đang có phần suy yếu. Cảm giác u buồn và căng thẳng như những đám mây đen u ám, khiến bạn rơi vào trạng thái mệt mỏi, chán ăn và giấc ngủ không còn ngon như trước. Ngũ hoàng đang bay về phương Đông Nam, điều này nhắc nhở bạn rằng sức khỏe bản thân là điều quan trọng nhất. Đừng để những áp lực công việc cuốn bạn vào dòng xoáy, mà quên đi việc chăm sóc cơ thể và tâm hồn. Hãy nhớ rằng, một tâm trí minh mẫn và một cơ thể khỏe mạnh là nền tảng vững chắc để bạn đạt được những điều bạn khao khát trong cuộc sống. Để cải thiện sức khỏe, tuổi Nhâm Tý nên cân nhắc gác lại một số công việc không thật sự quan trọng. Hãy học cách đặt ra ưu tiên hợp lý, cắt giảm những nhiệm vụ gây căng thẳng để có thể tiết kiệm thời gian và năng lượng cho những việc thực sự cần thiết. Đừng ngại nói không khi bạn cảm thấy bản thân đang bị quá tải. Thay vào đó, hãy dành thời gian cho những hoạt động giúp tinh thần bạn trở nên nhẹ nhàng hơn. Tham gia vào các buổi thiền hoặc tập yoga không chỉ giúp bạn giải tỏa căng thẳng mà còn mang lại sự bình yên cho tâm hồn. Những bài tập này như một liều thuốc quý, giúp bạn lấy lại sự cân bằng, đưa tâm trí trở về trạng thái sáng suốt và tràn đầy năng lượng. Hãy yêu thương bản thân nhiều hơn trong thời điểm này, chăm sóc sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần, để sẵn sàng đón nhận những cơ hội đang chờ đợi phía trước. Nhớ rằng sức khỏe là tài sản quý giá nhất mà bạn sở hữu, và chỉ khi bạn khỏe mạnh, bạn mới có thể tỏa sáng rực rỡ trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Quý khán giả thân mến, sau đây sẽ là phần luận giải vận trình đúng 7 ngày tới của tuổi Nhâm Tý sinh 1972. Kênh Minh Đường Tử Vi sẽ phân tích chi tiết ảnh hưởng các sao chiếu mệnh lên từ phương diện cuộc sống, giúp bản mệnh đón lành tránh dữ và làm giàu thành công. Đầu tiên là tử vi từ ngày mùng 10 đến ngày 12 tháng 10 âm lịch của tuổi Nhâm Tý sinh 1972. Trong thời điểm này, vận khí của tuổi Nhâm Tý đang có những chuyển biến tích cực, mang lại cho bạn những dấu hiệu đầy hứa hẹn. Mở đầu thời điểm với tâm thế hăng hái và tràn đầy năng lượng, bạn sẽ cảm nhận được nguồn sức mạnh mới như ánh nắng ban mai chiếu rọi khắp mọi ngóc ngách trong cuộc sống. Thiên ấn như một ngọn hải đăng soi sáng,
con đường sự nghiệp của bạn mở ra những cơ hội tươi sáng và hấp dẫn mà có thể bạn chưa từng nghĩ tới. Tuy nhiên, trong cơn say mê với những thành công đến gần, đừng để bản thân lãng quên một điều vô cùng quan trọng. Sức khỏe chính là tài sản quý giá nhất mà bạn cần bảo vệ. Dù công việc có thuận lợi đến đâu, việc chăm sóc bản thân vẫn luôn phải được đặt lên hàng đầu. Hãy dành cho mình những phút giây thư giãn quý báu. Tham gia vào các hoạt động giúp tái tạo năng lượng như đi bộ trong công viên, tập yoga hay thiền định, để tâm trí được tĩnh lặng và thân thể thêm phần dẻo dai. Trong khía cạnh tình cảm, nếu bạn đã có người yêu, hãy nhớ dành thời gian cho nhau nhiều hơn. Một buổi hẹn hò lãng mạn, đơn giản như một bữa tối dưới ánh nến, hay một cuộc dạo chơi giữa thiên nhiên sẽ giúp thắt chặt thêm sợi dây kết nối giữa hai bạn. Hãy để tình yêu được thăng hoa và những khoảnh khắc bên nhau trở nên đáng nhớ hơn bao giờ hết. Còn đối với những ai còn độc thân, đây chính là thời điểm lý tưởng để bạn mở lòng và giao lưu với những người xung quanh. Hãy mạnh dạn tham gia các hoạt động xã hội, vì biết đâu trong những cuộc gặp gỡ bất ngờ, bạn sẽ tìm thấy một người đặc biệt, người có thể cùng bạn chia sẻ những ước mơ và hoài bão trong tương lai. Hãy tận hưởng từng khoảnh khắc và nắm bắt những cơ hội vì cuộc sống luôn đầy bất ngờ chờ đón bạn. Tiếp theo là tử vi từ ngày 13 cho đến ngày 16 tháng 10 âm lịch của tuổi Nhân Tý sinh 1972. Khi bước vào thời điểm này, tuổi Nhâm Tý sẽ phải đối mặt với một số thách thức nhất định trong công việc. Những vấn đề này có thể gây ra chút khó khăn và làm bạn cảm thấy nản lòng. Nhưng đừng quá lo lắng, thiên ấn vẫn đang bên bạn hỗ trợ và hướng dẫn bạn vượt qua những trở ngại. Hãy kiên nhẫn tìm kiếm các giải pháp thông minh và sáng tạo để tháo gỡ khó khăn. Chắc chắn rằng từ những mảnh ghép nhỏ, bạn sẽ có thể tạo nên một bức tranh sự nghiệp hoàn hảo và đáng tự hào. Trong thời điểm này, sức khỏe của bạn cần được chú trọng hơn bao giờ hết. Dấu hiệu mệt mỏi và căng thẳng có thể bắt đầu xuất hiện, đe dọa đến sự năng động của bạn. Vì vậy, hãy dành thời gian để thư giãn và chăm sóc bản thân một cách tốt nhất. Tham gia vào các hoạt động nghệ thuật, thể thao hoặc đơn giản chỉ là đọc một cuốn sách yêu thích có thể giúp bạn giải tỏa căng thẳng, làm mới tâm trí và tinh thần. Về khía cạnh tình cảm, giao tiếp sẽ trở thành chìa khóa giúp bạn giải quyết mọi mâu thuẫn hay hiểu lầm. Đừng ngần ngại chủ động nói chuyện với người yêu hoặc bạn bè để làm rõ mọi vấn đề. Những cuộc trò chuyện chân thành không chỉ giúp xóa tan mọi bão tố mà còn làm cho tình cảm của bạn trở nên sâu sắc và ý nghĩa hơn. Đối với những ai vẫn đang độc thân, hãy tự tin thể hiện bản thân. Cơ hội đang chờ đợi bạn và việc mở lòng sẽ giúp bạn tìm thấy những mối quan hệ thú vị và đầy tiềm năng. Hãy nhớ mỗi khoảnh khắc đều là một cơ hội, vì vậy hãy sống hết mình và đón nhận mọi điều tốt đẹp đang đến. Quý khán giả thân mến, trong cuộc sống có những thứ bạn càng mong bạn càng bị vượt khỏi tầm tay, và bí quyết thoát nghèo cũng không phải ngoại lệ. Chỉ khi bạn chấp nhận thực tế để nỗ lực vươn lên tốt hơn mỗi ngày mới là khôn ngoan. Ai cũng mơ về cuộc sống giàu có, sung sướng, nhưng hầu hết chúng ta toàn làm sai cách, nên dù có chăm chỉ nỗ lực nhưng không đúng chỗ thì cũng chỉ là công giả tràng mà thôi. Vậy làm thế nào để cuộc sống của bạn có thể thay đổi? Dưới đây là 4 nguyên tắc Phật dạy, hay còn gọi là bí quyết thoát nghèo, mà bạn nên biết. 1. Dù nghèo vẫn cố gắng giúp đỡ người khác. Đừng cho rằng mình nghèo nên không có khả năng làm gì, ngay cả việc hỗ trợ ai đó. Việc mong muốn giúp đỡ xuất phát từ trong tâm là hành động tốt đẹp, dù nho nhỏ cũng đủ làm ấm áp tình người. Thời xưa đã có người từng hỏi Phật, con nghèo quá không có gì để bố trí cả. Phật trả lời, không ai nghèo đến mức không có một hạt cơm để bố trí cho con kiến. Nhiều người thường nghĩ đợi khi nào mình thật giàu, mình sẽ giúp đỡ mọi người, nhưng đợi bao giờ bạn mới giàu đây? Thực tế việc giúp đỡ người khác không nhất thiết phải đợi đến lúc bản thân có đầy đủ khả năng tiền bạc. Đọc qua bài viết Khi nào có thể giúp người, đủ để bất ngờ khi tìm ra câu trả lời. Bạn sẽ hiểu rằng chúng ta có thể ra tay giúp đỡ trong mọi hoàn cảnh. Vì thế hãy thực hành ngay từ lúc này. Đúng là người giàu làm phước rất dễ dàng, nhưng vẫn không thể quý bằng người nghèo giúp được một người qua cơn đói với bữa cơm đạm bạc. Sự cố gắng chia sẻ thiếu thốn với người khó khăn hơn mình là phước đức rất lớn, là quà tặng của đất trời ban tặng cho người nghèo. Nhờ vậy mà cuộc sống sẽ được tốt dần lên. 2. Không bao giờ mong giàu. Nghe có vẻ nực cười khi bí quyết thoát nghèo lại là không mong mình giàu, nhưng bạn nên hiểu rằng nếu bạn muộn phiền, dằn vặt đau khổ chỉ vì mình chưa giàu nổi, thì có phải là điều gì tốt đẹp? Ít nhất chúng ta phải biết chấp nhận hoàn cảnh và từ đó có động lực vươn lên. Không nên như những kẻ khao khát giàu có quá mà làm những việc tổn phước để có được tiền bạc.
Họ đâu biết rằng nếu phước đức không lớn thì lúc nào đó tiền bạc đó của bạn rồi cũng sẽ đội nón ra đi. Nhiều người cứ nghĩ rằng giàu có mới có khả năng làm phước, nhưng không phải vậy. Chúng ta phải làm phước, phải có phước thì mới có tiền. Đó là lý do theo lời Phật dạy về giúp đỡ người khác, đổi giận không ngờ từ việc làm nhỏ. Phước ở đây chính là những việc làm lợi ích chúng ta, giúp người giúp đời. Còn suốt ngày chỉ ngồi nghĩ về tiền thì tiền càng không đến, càng mong muốn nhiều tiền thì tiền càng không có. 3. Nghèo khổ cũng là cơ hội chúng ta tồn tại trên đời này là để học tập một điều gì đó. Ví dụ như chúng ta đang ở trong hoàn cảnh khó khăn, nghèo khổ là để chúng ta thấu hiểu hoàn cảnh những người cùng cảnh ngộ, thương yêu những người khác đang bị xã hội bỏ quên. Có như vậy thì cơ hội thành công của chúng ta sẽ cao hơn. Khi chúng ta thấu hiểu lòng người, biết đặt vị trí của mình vào vị trí người khác, dễ dàng hơn. Thương yêu được mọi người là chất liệu nền tảng của những việc thiện lành, những việc tạo ra phước đức giúp chúng ta vượt lên. Vì những người sinh ra trong cảnh giàu có thường không thể thấu hiểu và cảm thông được nỗi khổ của người nghèo, vì họ chưa từng trải qua. 4. Hiểu rằng nghèo là do mình đã từng sai lầm. Chắc có đôi lần bạn phân vân tự hỏi vì sao có người sinh ra đã là công chúa, hoàng tử, trong khi đó có người sinh ra lại là con của một người ăn mày. Đó là do duyên lành từ trong quá khứ đã tạo ra quả ngọt. Ở kiếp này, những người mà chúng ta hay cho rằng họ may mắn, thực ra họ đã sống thiện lương, giúp đỡ nhiều người ở kiếp trước, và nay họ được đền đáp lại mà thôi. Bí quyết thoát nghèo ở đây đó là hiểu ra vì sao bạn nghèo. Có thể một phần lý do là quá khứ chúng ta đã phạm sai lầm nào đó. Chỉ khi nhận thức được điều này, chúng ta mới thức tỉnh bản thân, tránh xa những điều gây tổn hại cho người khác, đồng thời sám hối những gì chúng ta đã làm trong quá khứ. Sám hối ở đây là phải có thái độ đúng, phải biết chắc chắn mình đã phạm sai lầm gì đó trong quá khứ mà bây giờ không tự nhìn ra được. Chính cái vết này là sự sám hối âm thầm giúp ta nhanh chóng thoát khỏi nghiệp cũ. Cũng có thể chúng ta chẳng thể đủ duyên để biết mình đã phạm lỗi lầm gì trước đây, vì thế, ở hiện tại cứ cố gắng tránh gây ra thêm lỗi lầm ở hiện tại. Chương trình đến đây xin được tạm dừng. Nếu thấy video này hữu ích, quý khán giả có thể dành chút thời gian ấn nút đăng ký kênh và chia sẻ video này tới những người thân yêu của mình, để cùng nhau đón những điều may mắn đúng 7 ngày tới 2024 này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý khán giả ở các video tiếp theo.